chào bạn, chào mừng các bạn đến với video review sản phẩm của Vinmax. Và ngày hôm nay có mặt tại công ty mình đó là một chiếc máy sát cạo có lắp sàng 3 cấp. Mình sẽ review cho các bạn sản phẩm này. Đây là một sản phẩm phù hợp cho các hộ gia đình hoặc các hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Nên là mọi người hãy lắng lại một vài phút để mình hãy cùng xem hết video này nhé. Ở đây là bộ phận buồng vào của nguyên liệu. Và xuống đến bên đây sẽ là bộ đường nghiền. Và sau khi nghiền thì gạo sẽ được ra ở đây. Nếu mà các bạn không muốn lắp sàng rung 3 cấp này thì mình có thể bỏ qua. Và mình sẽ lắp trực tiếp cái cửa ra nguyên liệu của máy vào đây ạ. Kèm theo máy thì sẽ có một chiếc túi để mình có thể đựng cám ở phía đằng sau. Đây là cửa ra cám. Điểm cộng của chiếc máy này là phần ruột gà được làm bằng inox 304 rất là dày dặn so với các dòng thông thường trên thị trường là làm bằng nhựa hoặc bằng sắt. Điều chỉnh được cái độ trắng theo các cái cấp độ ở đây từ 1 đến 10. Nhu cầu trắng của mọi người bao nhiêu thì mọi người sẽ điều chỉnh theo ở đây ạ. Và sàng rung 3 cấp ở bên dưới này có một cái motor riêng nhé mọi người. Motor riêng ở bên trong này. Sau khi gạo được sát trắng ra thì sẽ đi qua cái sàng lọc sạn này. Thì gạo trắng sẽ được ra phía bên cửa ngang này. Dưới này sẽ là đường của những cái gạo tấm, gạo li ti. Sạn sẽ được ra ở bên đây. Khi mà mọi người mua máy thì Vinmax sẽ hướng dẫn các bạn đấu điện cũng như cách sử dụng. Sản phẩm này được lắp motor 3kW với dòng điện 1 pha phù hợp cho các gia đình. Dây cu loa là dây cu loa rãnh đôi. Sản phẩm của chúng ta có bộ khung vô cùng chắc chắn với phần motor nằm gọn ở bên dưới, không chiếm quá nhiều diện tích khu vực chúng ta để sàng sát. Và ở bên đây thì bộ phận dây cu loa sẽ được ốp bởi một cái tấm chắn ở đây cực kỳ là an toàn, giúp cho người sử dụng được an toàn hơn. Trước khi chúng ta cho nguyên liệu vào máy thì mọi người lưu ý là mình sẽ cắm điện để dây cu loa máy hoạt động một cách ổn định, sau đó chúng ta mới cho nguyên liệu vào. Và khi cho vào thì mọi người sẽ cho từ từ, chúng ta sẽ điều chỉnh cái lượng sát ra theo nhu cầu của chúng ta, rồi sau đó chúng ta mới cho nhiều. Ngoài chức năng sát gạo trắng thì mọi người có thể sử dụng chiếc máy này để vỡ hạt ngô, các sản phẩm trong chăn nuôi, hoặc là mình ngay cả hạt đậu tương mình cũng có thể bóc vỏ đậu tương ở ngay chiếc máy này. Với việc lắp motor 3kW, 1 giờ chúng ta có thể xay sát được 300 đến 350kg gạo trắng. Ngoài ra đối với các dòng vỡ hạt thì mình có thể xay vỡ hạt được từ 400 đến 450kg trên 1 giờ. Một sản phẩm cực kỳ là phù hợp cho mọi gia đình hoặc là các cơ sở quy mô hoạt động kinh doanh về dịch vụ về xay sát. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, quý vị và các bạn mình có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline 024-3838-3456 hoặc là truy cập vào website máymocviet.vn. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình và hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau. Chào tạm biệt.